Mọi người vẫn hay nói là tại sao mà có thể tắt hoa nhanh được, thật ra không phải đâu, cái gì cũng vậy. Bông này hư sao tắt chứ không bỏ, còn bông nào tắt được là tắt được. Mấy cái hoa này rất là dễ tắt, không có gì khó, quan trọng là mọi người đừng sợ hoa đau, tại vì mọi người sợ hoa đau nên hoa sẽ không tắt được thôi. Cho nên là mọi người đừng có hỏi câu là làm sao để tắt hoa nhanh nha, không phải. Nó sẽ có những cái kỹ thuật rất là đơn giản, ví dụ như là hoa mua về á là phải ngâm nước cho nó tươi thì tươi đi, nhưng mà sau khi bạn ngâm nước cho nó tươi rồi á, bạn phải để qua một gọi là một cái khoảng thời gian khoảng chừng 2-3 tiếng để cho hoa nó gọi là nó mất nước đi, thì lúc này cái cánh nó mới mềm được. Cái mà người hỏi ủa vậy tại sao ban đầu mua hoa về đừng ngâm luôn đi rồi tắt luôn cho rồi, chứ mắc gì ngâm rồi mới đi tắt, đúng không? Không phải, khác nhau hoàn toàn. Còn lý do tại sao á, lý do đó là kinh nghiệm. Người ta nói kinh nghiệm thì được đúc kết bằng thời gian và trải nghiệm. Chỉ cần bạn có một khoảng thời gian đủ dài và sự trải nghiệm nhiều thì bạn sẽ biết. Thì mình là có nhiều không, mọi người sẽ tự biết rồi. Việc nào mình cũng xài rất là nhiều hoa. Ví dụ như ngày hôm nay đi có một cái backdrop mà dành cho sinh nhật của cái chị này, là chị tên là Hồng. Chị rất là nổi tiếng, được rất là nhiều các gọi là anh chị em doanh nhân yêu thương, tại vì chị nói chung là chị hay hỗ trợ đồng hành với mọi người á. Cho nên là cái mấy anh chị đó cũng quen mình, cái là bắt đầu đặt cái backdrop là tặng cho chị. Và bản thân mình cũng là quen chị cho nên là mình cũng làm tốt, cho nên là tại sao có backdrop mà mình ngồi mình làm. Tại đơn giản là tại người quen thôi, cho mình tới đây mình ngồi đó tắt từng bông này rất là đẹp. Tại sao phải tắt đẹp như vậy? Tại vì nếu mà hoa không tắt ra thì làm gì có được cái sản phẩm nó đẹp được, đúng không? Đó, nhưng mà tắt hoa là cái bước rất là quan trọng. Mà nếu mà mọi người cứ ngồi lại ngồi đến từng bông thì nó quá cực. Còn bạn cứ tắt đi, hoa nó sẽ có những cái cánh hư, làm xong hết tất cả mọi thứ rồi một lát mình lên mình lấy đâu có muộn đâu. Đó, nãy giờ vừa nói vừa tập trung tắt nó hơi chậm thế thôi, chứ mình cũng tắt nhanh lắm nha. Còn mọi người ứng mất gì tắt hoa phải có một người đưa cho nhanh, đúng rồi, cái gì cũng vậy, mình cần phải có gọi là dây chuyền công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phát triển được. Còn nếu mà ăn được cứ ngồi làm thủ công và tự tôn là giá trị mình, là giá trị em mấy, giá trị mình là giá trị thành công, thì làm sao nước nhà phát triển được, đúng không? Cho nên những bạn nói thôi không, mình phải nâng niu từng cánh hoa, mình phải yêu thương từng bông hoa. Ok, nó dành cho hoa shop, nó dành cho hoa những sản phẩm mà gọi là chúng ta có thể ngắm trong phòng trong nhà. Còn những công trình lớn như thế này thì hoa nhiều khi nó hư thì dục nó đi, có gì đâu mà mùa đó mà shop. Còn mọi người nói hoa nó shop nó cũng giống như rau gì đó, có những nhà hàng 5 sao 8 sao thì người ta ăn cái ngọn, người ta bỏ cái thân, người ta ăn cái thân người ta bỏ cái ngọn, hoặc là thịt bò hay thịt gà gì đó người ta cắt phi lê, người ta cắt miếng đẹp, và những cái đầu đìa xung quanh người ta nấu thậm để có nhiều chân giỏ tiêu chuẩn cao người ta bỏ luôn cũng không chừng. Cho nên là nhìn đừng có nhìn thấy bỏ hoa nó ở phí phạm quá rồi tự nhiên chửi tôi, tự nhiên tôi qua răng cái clip mà tôi cái bạn nó bạn cấm hoa không đúng, cái tôi quăng hoa ra tự nhiên tôi bị một trận bão luôn. Mà kệ bão, bão cộng lại ở trên TikTok làm được đâu khoảng là 4 triệu view, còn ở trên phở bò của tôi cũng được khoảng 4 triệu, sau đó đưa lên tất cả những cái nền tảng của doanh nghiệp tôi cũng được khoảng 4-5 triệu nữa. Vậy thì vô tình tôi quăng cái hoa đó ra mà tới 10 mấy triệu lượt xem luôn, thì viral quá trời, nhà bị chửi nhiều hơn bị thương đó. Giờ là nhẹ nhàng, là nhẹ lắm anh em nha, đối với sao mình tứ là nhẹ lắm. Những bạn nào mà mới coi lần đầu thì sẽ cảm thấy là bình thường nha, nhưng mà phải lâu rồi thì biết là tứ là rất là bạo lực với hoa. Tại vì sao? Thứ dễ mình làm hoa số lượng công nghiệp mà đó. Đang ngồi nói chuyện với bạn và tắt tình xong rồi, đúng không? Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Mình là Simon Tứ, chuyên chia sẻ clip hậu trường về nghề trang trí cưới do chính mình làm. Nhớ yêu thương, mọi an tâm, như đừng chửi nó tội.